Trước hết, xin được gửi tới quý vị và tất cả các bạn cái lời bài chân thành nhất về cái sự ưu ái của quý vị đã dành cho tôi và cái chủ sân để tin về được. Tính đến nay thì tủ sách đã có mặt được hơn 10 năm và giới thiệu được gần 60 tác phẩm, chứ không phải hơn 60 tác phẩm. Theo cái chủ hướng là gom nhặt những cái chứng liệu sống để góp phần phản ảnh chính xác thực tế của đời sống Việt Nam. Tuy nhiên phải nói ngay, mức đóng góp này nó chỉ là một hạt cát trong sa mạc, bởi thực tế đời sống Việt Nam nó như là một khu rừng, nó trồng chất những cỏ cây, những gai góc, nó che lấp tất cả những sự thật. Thì ngay chính những cái người mà sống ở giữa rừng chưa chắc đã có thể nhìn thấy hết những cái thực tế xảy ra, đồng thời cũng không thể phủ nhận cái khả năng giới hạn của những cái người cầm viết khi mà diễn tả lại những cái thực tế mà mình đã thấy, mình đã nghe. Tôi có thể đoán chắc một cách chắc chắn, không có một cái ngòi bút nào có thể diễn tả hết được cái mức kinh hoàng của một cái tấn kịch của thiếu phụ muốn trở thành người độc thân để bước đi thêm một bước nữa, đã dắt đứa con gái nhỏ chưa tới 5 tuổi của mình ra bờ sông dìm chết. Và cái mức kinh hoàng tôi nghĩ còn lớn hơn nữa là cái chuyện đó đã xảy ra ở trước mắt rất nhiều người và tất cả đều lặng lẽ thản nhiên quay đi. Đây là cái tấn kịch đã xảy ra tại một khu phố ở Sài Gòn vào khoảng giữa thập niên 80. Đó là khu phố Thanh Đa, là nơi mà tôi được trở về sum họp với gia đình vào năm 87, khi mà mãn cái hạn quản chế khoảng độ một tuần lễ sau khi mà có cái tấn kịch kia xảy ra. Khi nghe kể lại đó thì thú thực là tôi đã thấy mình hoàn toàn bất lực trong việc diễn tả lại cái tình trạng bại liệt về cả tim lẫn óc của con người, của cái xã hội Việt Nam sau cái ngày được mệnh danh là ngày giải phóng. Một màu tim trên truyền hình Mỹ vào khoảng năm 2000 thường trở về với tôi là một tin về một con chó dẫn xuống đáy sâu một cái vách đá, đã khiến một đám đông hoảng loạn báo động và lập tức đã xuất hiện một cái toán cứu hỏa tìm mọi cách vượt qua các cái trở ngại hết sức khó khăn để cứu con. Từ sự việc này tôi luôn bị ám ảnh bởi hàng loạt câu hỏi về mức nhẫn tâm cùng cực của con người được gợi nhắc bởi rất nhiều những cái thực cảnh mà dễ dàng bắt gặp hàng ngày khi sống ở Việt Nam, cũng như 10 năm mà tôi đã có mặt tại tỉnh cho tỉnh. Qua nhiều tình huống, đôi khi thì qua một câu nói hoặc một cái cử chỉ nào đó của bất kỳ ai, gần như tôi luôn thấy hiện lên cái hình ảnh người thiếu phụ đã tự tay dìm chết đứa con của mình và hình ảnh những cái người chứng kiến đã lặng lẽ quay đi không có một phản ứng.
Tôi xin hỏi, tôi là một cái thứ gàn bắt sách như là bạn bè vẫn vẫn nhắc, vẫn nói. Nhưng thú thật, tôi không dễ quên những điều đó. Và luôn lẩn quẩn trong đầu cái câu hỏi về thái độ của hết thảy chúng ta trước thực tế đời sống Việt Nam. Đó là câu hỏi chúng ta đang cảm nghĩ gì? Và giờ phút này chúng ta có còn nhớ tới những cái người mà thân hình tàn phế, tay chân bị côn, vẫn phải lê lết trên các đầu đường xó chợ tại Việt Nam để kiếm sống trong tội nhục công? Vào giờ phút này chúng ta có băn khoăn về cảnh sống mà người không ra người, thú không ra thú của những người cùng chung huyết mạch với chúng ta ở trên quê hương. Vào giờ phút này chúng ta có bao giờ tự hỏi ngoài cơ may, ngoài ân sủng mà chúng ta nhận lãnh, có thực sự là những lý do thỏa đáng để chúng ta xoay lưng lại với thân phận bị đọa đày mà chúng ta đã từng thấy, và có thể chúng ta đã từng trải một thời gian nào đó? Quan trọng hơn hết là vào giờ phút này chúng ta có bao giờ tự hỏi về tầm cần thiết và mức đóng góp cho cái nguyện vọng đổi đời của đất nước chúng ta? Với riêng tôi, câu hỏi cuối cùng này luôn là một nỗi dằn vặt mỗi khi tiếp nhận những cảm tình ưu ái dành cho tổ sách chính trị. Bởi tôi luôn thấy cái mức đóng góp của mình chỉ như một hạt cát, trong khi đòi hỏi của thực tế hừng hực như một đám cháy rừng. Nỗi dằn vặt càng lớn khi trước mắt tôi luôn hiện ra những cái tên, từ tên người đến tên những vùng đất, những sự việc đang diễn ra tại Việt Nam, chẳng hạn như Cồn Dầu, Tiên Lãng, Văn Giang, Cổ Bản, hay những cái tên như Bùi Thị Minh Hằng, Đoàn Văn Vương, Việt Khang chẳng hạn. Nhất là một cái tên mà tôi đã nghe được từ hơn 10 năm nay là Trần Thị Hằng. Trần Thị Hằng là một thiếu phụ ở Thái Bình mà cuộc đời đã được kể là cốt truyện cho cuốn phim Chuyện Tử Tế, từng một thời gây ồn ào dư luận. Phim Chuyện Tử Tế theo dư luận đã phản ánh trung thực đời sống Việt Nam khi kể về một phụ nữ mắc bệnh cùi, bị xã hội ruồng bỏ, nhưng do sức mạnh của tình thương vẫn đêm đêm thọc hai bàn tay co quắp không còn đủ 10 ngón vào bùn đất tanh hôi để làm thành hình những viên gạch mà cuối cùng đã xây nổi cho đứa con một căn nhà. Thật ra cuốn phim không phản ánh thực tế mà ngược lại còn xuyên tạc thực tế một cách tệ hại. Người làm phim đã tả nguyên do cảnh sống bi đát của Trần Thị Hằng là căn bệnh cùi, thay vì phải nói chính cái xã hội mà Trần Thị Hằng đang sống đã mắc cái chứng bệnh cùi cả tâm lẫn não đến mức mà cạn kiệt hết tình người.
bởi Trần Thị Hằng chưa bao giờ mắc bệnh cúm mà chỉ bị gán cho cái tội cái bệnh. Trần Thị Hằng là một nữ sinh viên tốt nghiệp đại học tại Hà Nội và năm 67 đã hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chí Minh tình nguyện vào Nam chống xâm lược Mỹ. Nhưng từ năm 1977, Trần Thị Hằng đã hết đất sản xuất tại cả quê chồng ở Bắc Ninh lẫn cái nơi chôn rau cắt rốn của mình ở Thái Bình. Lý do đơn giản chỉ là ở cả hơn 20 năm, Trần Thị Hằng đều không có hộ khẩu. Cho nên khi lâm bệnh thì không được bệnh viện nào nhận chữa. Và biện pháp mà dành cho chị lúc đó là đưa vào trại cùi. Có điều là trại cùi cũng không nhận, bởi vì Trần Thị Hằng không hề mắc bệnh cùi. Chọn lựa của Trần Thị Hằng lúc đó là lao đầu xuống sông để kết thúc cuộc đời của mình. Không may lại có một ông già nhảy xuống sông lôi chị lên và nhắc chị tới bổn phận đối với bà mẹ già và đứa con chưa đầy 3 tuổi đang sống bơ vơ bị đuổi ra khỏi căn nhà của cha chị theo cái viện dẫn là căn nhà do người cha đứng tên mà nay người cha đã chết rồi, cho nên không có ai được ở, quyền sở hữu lúc này thuộc về nhà nước. Trần Thị Hằng sau đó chỉ được phép dựng tạm một gian lều bên bờ một mảnh ao hoang và kiếm sống bằng cách vốc bùn đất về cặm cụi nặn thành những viên gạch màu để bán cho các lò nung gạch. Việc làm này không lâu khiến Đinh Nghi ngón tay bị nhiễm độc, sưng nhất bắt đầu là ngón tay cái phía bên trái. Do không có bệnh viện nào nhận chữa, Trần Thị Hằng đã tự chữa bằng quyết định là tự chặt ngón tay. Theo lời kể lại, chỉ nung đỏ con dao kê ngón tay lên miệng tiến rằng tự chặt đốt tay đứt phun máu với cái mức đau khủng khiếp, chỉ được đắp một cái nắm đá nhỏ nồi hòa với nước vôi. Cách chữa trị này dù vậy cũng giúp Trần Thị Hằng thoát được khỏi những cái cơn đau mà kéo dài trên mình. Nhưng theo năm tháng, hai bàn tay của người nữ sinh viên Hà Nội năm nào chỉ còn hai bàn tay với chiếc ngón tay bị chặt cụt. Toàn bộ thực tế này không được phim chuyển thực tế một lần. Và cái chuỗi ngày giống với cực hình ghê rợn của Trần Thị Hằng kéo dài tới cuối thập niên 90 khi đứa con đã tới tuổi trưởng thành cũng không được nhắc tới. Trên thực tế, cảnh sống như Trần Thị Hằng không hiếm hoi mà có thể nói là phổ biến tại Việt Nam. Ngay lúc này, chỉ cần mở bất cứ một tờ báo nào ở Việt Nam thì cũng dễ dàng gặp hàng loạt những cái sự kiện khó tả nổi cái mức độ bi thảm hài hước tương tự. Nhưng tôi nhớ tới cái tên Trần Thị Hằng
không thì về những bi thảm của những cái cảnh sống này, mà đặc biệt vì ý chí vươn khỏi cái cảnh sống này, dù vì bao nghệ bởi rất nhiều cái hiểm họa khó khăn. Tôi luôn nghe vang dội bên tai mình cái tiếng hét thất thanh của người thiếu phụ còn gọi khi mà nghiến răng chặt mạnh lưỡi dao xuống những ngón tay của chính mình. Với tôi, những tiếng hét thất thanh đó không còn mang cái cảm giác đau đớn, mà đã biến thành một cái cơn lốc cuốn tung hết những cái hiểm họa cũng như thách thức mà đang cản trở cái hướng đi của mình. Ba tiếng Trần Thị Hằng không còn là tên gọi của một con người, mà đã mang ý nghĩa là không bao giờ lùi bước. Cái hình thành tủ sách đến quê hương, mong mỏi lớn nhất của anh em chúng tôi là trình bày cùng mọi người những thực tế, những cái thực trạng đủ sức để thúc đẩy cái ý chí dành đạt một cái cuộc đổi thay cho cái sự sống của đất nước chúng ta. Thực tế đã chứng minh ý chí đó không hề vắng thiêu qua những cái tên đang được nhắc nhở tới. Nhưng một tục ngữ Việt Nam đã quen thuộc là một cây làm chặt nên mong. Nên chúng tôi hiểu rất rõ rằng mong mỏi của mình sẽ có thành thực tế khi mà thiếu sự chung tay góp sức của mọi người. Vì thế, dù vô cùng xúc động khi tiếp nhận được những cái tình cảm ưu ái dành cho chính bản thân mình, chúng tôi vẫn mong mỏi được thấy một cái sự khích lệ đặc biệt, đó là cái sự ưu tư về cái thân phận bị dập vùi của người dân Việt Nam gần 100 năm, và đặc biệt là trông chờ cái tiếng hét thất thanh của Trần Thị Hằng luôn vang dội bên tai tất cả chúng ta. Xin cảm ơn. Thế cứ nghĩ rằng là một ông uyên thao gầy gò thì thôi, bây giờ lo giữ gìn sức khỏe có vẻ là hay hơn là lập một cái tủ sách. Nhưng mà hôm nay thì cái câu trả lời mà em có được là chính qua cái bài nói chuyện của anh. Và cũng từ lâu rồi thì em phải thú thật một điều là như thế này. Không biết là quý vị và quý anh chị ở phía dưới có chia sẻ cái điều này với tôi không? Tôi cứ nghĩ rằng là cái tủ sách tiếng quê hương đó là mang cái ý nghĩa là tiếng, là mình viết bằng tiếng Việt Nam, mình nói với nhau bằng tiếng Việt Nam. Bây giờ thì mới hiểu một điều rằng là nó không phải cái ý nghĩa của tủ sách tiếng quê hương, mà tủ sách tiếng quê hương có nghĩa rằng là cái tiếng gọi thao thức của quê hương đối với tất cả chúng ta ở đây. Em cảm ơn anh. Em biết là ở phía dưới cũng có một vài người muốn đặt một vài câu hỏi với anh, và quý vị nào muốn đặt câu hỏi thì xin giơ tay lên, và quý vị xin quý vị đặt câu hỏi. Đây là cái cơ hội duy nhất để mà chúng ta có thể gặp được ông Uyên Thao của tủ sách tiếng quê hương. Dạ vâng, thưa anh Bích. Anh Uyên Thao, cái câu chuyện của Trần Thị Hằng đó thì thế, anh nói gọi
ở trong quyển sách nào, hay là anh chuẩn bị ra một cuốn sách về cái chuyện đó? Cái câu chuyện của Trần Thị Hằng thì tôi nghĩ rằng dường như tôi đã được nghe một phần ở trên cái đài Ái Châu Tự Do của ông Nguyễn Ngọc Bích. Đó, thầy bắt đầu thành cò mồi đúng không hiểu. Dạ vâng, thưa chị Mộng Mai. Toàn thế giới thì cho người Việt khắp nơi biết đến, tại vì cái lượng sách mà bán ra nó cũng còn ít, thì làm thế nào mà chúng ta có một cái sự phổ biến trên toàn cầu, tại vì tất cả những cuốn sách đó rất là có giá trị, không phải cái giá trị bây giờ mà cái giá trị vượt thời gian, thì xin anh cho em biết. Dạ không, phải nói ngay rằng cái thắc mắc của chị Mùng Hoa đó thì có lẽ cũng là cái thắc mắc của chúng tôi thôi. Khi mình in sách ra thì cái mong mỏi của mình là làm sao có thể đi được tới tay càng nhiều người càng tốt. Thế nhưng mà bây giờ thì làm sao đây, làm cách nào để có thể đạt được đấy, cái mong mỏi đó? Thì tôi nghĩ rằng tất cả mọi chuyện có lẽ nó trở lại một phần với cái điều mà tôi đã vừa nói xong. Tôi hy vọng rằng trong cái gọi là cái cộng đồng của chúng ta ở trên khắp thế giới không có cái sự mà gọi là thản nhiên với cái đời sống của đất nước chúng ta. Nếu mà mọi người đều ưu tư tới cái thực tế đời sống của Việt Nam thì tôi nghĩ là có lẽ mình cũng chẳng phải quảng cáo gì đâu. Mọi người sẽ đi tìm những cái tài liệu được đọc và lúc đó mình có thể phổ biến sách vở được tốt nhất. Nhưng mà cái điều đó thì tôi nghĩ là mình cũng mong mỏi thôi. Dạ, tôi xin chào ông Hương Thao. Tôi bên Paris cũng mới sang. Thì những người bạn tôi bên Pháp họ cũng có một câu thắc mắc này. Và tôi có tình cờ gặp được ông Vũ Thư Hiền. Thì tôi nói có những người bạn mà muốn tìm sách của cái tủ sách Tinh Quê Hương bên qua trình đấu thì làm như thế nào? Thì ông Vũ Thiên ông có nói tôi, nói thì anh cứ gửi cho tôi những cái sách nào mà anh thích mua đi, rồi tôi sẽ commande cho anh. Nhưng mà nhặt con cái ông Vũ Thiên ông ở Strasbourg cách Paris cũng là 500-600 cây số, là sẵn dịp tôi sang đây là tôi muốn hỏi nếu có thể liên lạc thẳng direct qua bên đó anh thì có thể mua được không ạ? Tôi nghĩ rằng về cái chuyện liên lạc với bọn tôi á thì chắc cũng không khó khăn lắm đâu. Vâng. Anh có thể liên lạc với anh Vũ Thư Hiên ở Paris. Vâng. Anh có thể liên lạc với cô Hoàng Dung ở Đức. Anh có thể liên lạc với cô Mạc Bạch Hồng ở Ba Lan. Ở bất cứ chỗ nào cũng có người đại diện. Còn nếu không thì anh có thể gửi thẳng thư cho tôi cũng vậy, thật dễ thân. Vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Vâng. Có lẽ câu hỏi chót dành cho anh Công. Anh Công muốn đặt câu hỏi với lại anh Nguyễn Thao. Anh Nguyễn Thao để trả lời đây. Dạ. Dạ, kính thưa anh Uyên Thao cũng như là nhà văn Thủy Khuê, tôi chỉ xin được tiếp lời với chị Lê Tống Mộng Hoa thôi. Là như chị Lê Tống Mộng Hoa nói lên cái nhu cầu làm sao để phổ biến rộng rãi cuốn sách đối với tập thể người Việt, tôi xin được có một câu hỏi mà nó đi xa hơn như vậy nữa. Là bởi vì cái giá trị cuốn sách nó nói lên những sự thật, mà những sự thật đó không riêng gì người Việt chúng ta mà thế giới cũng cần phải biết. Do đó xin muốn hỏi anh Uyên Thao và nhà văn nữ Thủy Khuê đã có dự định gì để chúng ta có thể chuyển dịch cuốn sách đó bằng Anh ngữ hoặc Pháp ngữ để trở thành những sử liệu mà góp phần nói lên những sự thật của một giai đoạn đầy bi kịch vừa qua. Về cái điều này thì tôi cũng lại phải nói là nó cũng là cái mong mỏi của chúng tôi. Và trên thực tế thì trong vòng độ một tháng này chúng tôi đã nghĩ đến cái chuyện mình sẽ có một cái bộ phận mà dịch, một bộ phận xuất bản bằng tiếng Anh. Nhưng mà tất cả mọi chuyện thì còn phải chờ để mình vượt qua được những cái
điều kiện thực tế cũng thành ra bây giờ cũng chưa biết là có vượt nổi cái đó hay không, cho nên chúng tôi chưa làm được. Nhưng mà chắc chắn chúng tôi nghĩ là từ tiếng quê hương mai mốt sẽ có một cái ít nhất là một cái tủ sách bằng tiếng Anh chứ chưa dám nói bằng